Rackla Tây là sản phẩm của công ty Handel LLC của Nga, được công ty sỏi nhập khẩu phân phối chính hãng tại Việt Nam. Kết quả, mang đến mọi người vóc dáng thon gọn hơn cùng với Rackla Tây. Trên 7.000 nữ giới cảm thấy hạnh phúc khi đã giảm cân. Với sản phẩm Rackla Tây và một chế độ ăn uống thể dục lành mạnh, bạn có thể giảm tới 5-7 kg trong thời gian ngắn. Trong suốt quá trình giảm cân, bạn luôn có được tâm trạng thoải mái và tràn ngập năng lượng. Hãy tận hưởng khi giảm cân. Sản phẩm là thực phẩm chức năng chứa thành phần tự nhiên từ cacao an toàn cho sức khỏe người dùng. Sản phẩm thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày và không có chống chỉ định, đồng thời loại bỏ các nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng thừa cân cũng như bình thường hóa quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đây là sản phẩm tạo lên cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực tân trang nhan sắc, sức khỏe cũng như công cuộc trẻ hóa. Lưu ý, kết quả này có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Rackla Tây có tốt không? Hiệu quả giảm cân của Rackla Tây là nhờ 6 thành phần tự nhiên. Canxi, làm giảm cảm giác thèm ăn, tăng thêm sinh lực và sức mạnh. Sắt, đốt cháy mỡ tự nhiên, ngăn chặn tích tụ mỡ thừa. Phốt pho, chứa chất creatinine giúp ngăn chặn sự phát triển các tế bào mô mỡ. Chất chống oxy hóa có nguồn gốc thiên nhiên. Loại vitamin A mang đến năng lượng sung mãn, ngăn ngừa tích tụ mỡ ở những vùng có vấn đề. Cơ cây Âu, thúc đẩy quá trình oxy hóa tiêu diệt mỡ tích tụ, tăng cường hệ thống miễn dịch trong quá trình giảm béo, kìm hãm cảm giác thèm đồ ngọt, sản sinh chất dopamine, hormone hạnh phúc. Loại vitamin B1, B2, bình thường hóa quá trình chuyển hóa chất béo, cải thiện chức năng toàn bộ hệ thống cơ thể, làm giảm lượng cholesterol trong máu. Rackla Tây được sản xuất từ các thành phần tự nhiên, không chứa paraben, không thuốc nhuộm, chất thơm tổng hợp cũng như các sản phẩm biến đổi gen. Đọc hướng dẫn. Cách sử dụng Rackla Tây. Làm cocktail mỗi sáng bằng công thức đơn giản. Pha 2 muỗng cà phê sản phẩm 14 gram với 200ml nước nóng. Khuấy đều đến khi bột tan hoàn toàn. Người lớn dùng một lần mỗi ngày trước hoặc sau bữa ăn. Dùng cocktail đã chuẩn bị thay cho bữa ăn sáng. Và cơ thể bạn sẽ nhận 91 cây can bao gồm 10 gram carbohydrate, 17 gram protein, 23 nguyên tố vi lượng cùng vitamin và chất xơ. Thay thế các bữa ăn trong ngày bằng ly cocktail nói trên để tăng thêm tính công hiệu. Cùng đặt câu hỏi với những người đã giảm cân cùng Rackla Tây. Người thực, công dụng thực. Yến, 25 tuổi. Sản phẩm quả thực làm mình quá đổi ngạc nhiên. Mình đã giảm được 18kg ngay trong 3 tuần đầu. Quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn sử dụng một tách sô cô la trước bữa ăn sáng nhẹ hoặc dùng thay cho ăn sáng. Uống liên tục mỗi ngày không ngắt quãng, luôn đảm bảo không ăn bánh ngọt trước khi đi ngủ. Mình đã áp dụng thành công. Các bạn cũng có thể làm được như vậy. Hoàng Bách, 28 tuổi. Bà xã có mua về sản phẩm Rackla Tây sau khi tôi đã áp dụng rất nhiều phương pháp giảm cân, các loại trà cũng như thuốc giảm cân khác nhau. Tôi đã giảm được 12kg chỉ trong 1,5 tháng và không có ý định giảm thêm cân nữa. Cảm ơn nhiều. Huyền Trần, 32 tuổi. Thật tuyệt khi cuối cùng Rackla Tây cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Mình đã đọc tất cả các bài viết về sản phẩm trên diễn đàn và thử áp dụng cho bản thân. Các bạn cứ tưởng tượng xem, điều tuyệt vời đã đến khi giờ mình đã có thể diện quần jean, điều 4 năm trước nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đừng chần chờ, hãy bắt đầu giảm cân ngay. Rackla Tây là lựa chọn giảm cân và giảm béo phì tối ưu nhất so với các sản phẩm cùng mảng giảm cân. Rackla Tây có các phức hợp vitamin tự nhiên an toàn hơn nhiều so với các loại sản phẩm khác. Rackla Tây chứa thanh hoạt tính, các sản phẩm khác không có, hấp thụ và phá vỡ các liên kết chất béo, giúp loại bỏ tất cả các chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Giảm cân không giảm cơ, kích thước vòng ngực không giảm. Ngăn cảm giác thèm ăn, tác động lên não nhận diện tự điều chỉnh hành vi ăn uống cân bằng. Sau khi giảm cân xong da dẻ vẫn mịn màng, co bị chảy xệ, nhăn nheo, hoàn toàn không lo tăng cân trở lại. Lưu ý, kết quả này có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Khuyến cáo phụ nữ mang thai hoặc cho con bú không nên sử dụng sản phẩm. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.